Hello anh em, hôm nay mình giới thiệu cho anh em xem mô hình nuôi gà Sirama trên sân thượng của mình. Đây, trên sân thượng mình rào gạch lại, đổ đất vô, làm nền. Sau đó trồng dây leo. Khi mà gà đi phân ra thì leo sẽ phân gà, hút chất dinh dưỡng và phát triển. Đây cây khổ qua của mình đây, trái lớn ở nhà các bạn. Đây mô hình này mình nuôi gà mà không cần vệ sinh chuồng gà, để phân tự phân hủy và cây hút chất dinh dưỡng của con để phát triển. Và dây leo sẽ che mát cho chuồng gà luôn. Đây trên sân thượng nha các bạn. Đây mình nuôi trước gà. Sáu con. Đây là một trống hai mái chiô. Bên đây một trống hai mái. Đây trên sân thượng mình phải che chắn kỹ để tránh gió lùa. Đây che nắng hướng tây và để nắng hướng đông để cho gà phơi nắng. Mình làm trước hai chuồng và tiếp theo mình sẽ làm thêm một chuồng ở đây nữa. Đây mình có con gà mái lai Mỹ, mình nuôi đỡ ở đây. Sẵn tiện mình giới thiệu cái kênh YouTube của mình, và mình nói về chủ đề chăn nuôi và trồng trọt. Mình nuôi gà kiểng, mình thỏa đam mê. Khi mà gà sinh sản ra con sẽ bán kiếm thêm thu nhập. Đây con trống là con gà khét, con mái là một con khét, một con chuối. Đây gà sẽ đi phân xuống đất và cái dây leo này, dây khổ qua sẽ hút phân, tiêu hủy phân và lấy chất dinh dưỡng nuôi cây. Đây là chỗ cho tối gà bay lên ngủ. Còn thiếu chỗ cho gà đẻ mình sẽ làm sao.
đây mình chia ra làm 3 ô, ô bên phải, ô bên trái mình nuôi gà, còn phần ô giữa này mình sẽ trồng thêm cây để cho hút chân dinh dưỡng từ hai bên của hai chuồng gà để tiêu hủy phân đi, mình không phải dọn chuồng. Trên đây mình cũng che lưới lan để giảm ánh nắng và gió. Bên đây mình gà màu này mình cũng không biết gà này kêu là gà khác hay là gà màu gì nữa. Đây cũng một trống và hai mái, nhà siêu mini luôn nha anh em. Con mái rất là nhỏ, nhỏ bằng con chim á. Gà này 2-3 tháng tuổi thì khoảng 500-600 ngàn. Khi mà nuôi lớn lên mà có dáng đẹp thì khoảng trên 1 triệu một con nha anh em. Mình nuôi chủ yếu là đam mê. Khi mà nhiều quá thì mình sẽ bán và có thêm thu nhập để mua thức ăn cho cái đàn gà này. Mình có một cái trang trại mini ở quê, sau này mình sẽ review cho anh em xem cái trang trại mini của mình. Đây cái mô hình nuôi gà sân thượng mình mới set up xong, không biết có hiệu quả không. Mình thấy cũng ổn, gà cũng khỏe mạnh, phát triển tốt. Đây mình có con gà mái Mỹ, gà này là gà đá nha anh em. Mình sẽ đem lên trang trại, mình thả vào trang trại mình nuôi. Mình sẽ làm thêm một cái chuồng gà bên đây nữa và mình trồng thêm cây xung quanh chuồng gà để nó hút phân gà. Rồi sẵn tiện mình cũng giới thiệu cái kênh YouTube của mình. YouTube của mình thì nói về chủ đề trồng trọt và chăn nuôi. Đây là cái mô hình nuôi gà kiển sân thượng của mình. Rồi sau này mình sẽ quay cho các bạn xem cái trang trại mini của mình. Hiện tại mình thì cũng chưa biết nuôi con gì. Rồi vậy thôi, ban đầu giới thiệu cho anh em xem mô hình của mình gà Serame. Rồi chào anh em nha, hẹn gặp lại lần sau.